Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 26 tháng 1, lễ thánh Timôthê và Tito, giám mục. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Timôthê và Tito, giám mục, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Timôthê và Tito là hai môn đệ thân thiết và nổi tiếng của Thánh Phaolô, nên hội thánh mừng lễ các ngài ngay sau ngày kính Thánh Phaolô trở lại. Thánh Timôthê sinh tại Lystra, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, là con của người cha Hy Lạp và người mẹ Do Thái. Vào năm 47, khi Thánh Phaolô giảng đạo tại Lystra, miền Tiểu Á, Timôthê được rửa tội. Từ đó, ông luôn theo bên Thánh Phaolô và cộng tác trong việc truyền giáo. Mặc dầu còn trẻ, ngài sẵn sàng hy sinh từ bỏ tất cả danh vọng ở đời, hiến thân phục vụ Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Trong cuộc viếng thăm vào năm 50, Thánh Phaolô đã chọn ngài như người bạn đồng hành thay thế cho Marco, và cùng với Silas lo việc truyền giáo tại Trung Á. Như thế, Timôthêô đã chứng kiến việc rao giảng tin mừng đầu tiên cho Âu Châu. Ngài được sách công vụ và các thánh thư nhắc đến như một trong các tông đồ hay thừa phái Thánh Phaolô giữ lại hoặc sai đi quan sát các cộng đoàn Kitô hữu đã được thiết lập. Khoảng năm 51, ngài cũng ký tên với Thánh Phaolô trong các thư gửi tín hữu Thessalonica, và chính ngài đã từ Corinto mang thư đến cho cộng đoàn mới trở lại đạo. Năm 57, ngài trở lại để mang thư thứ hai gửi các tín hữu Corinto, và năm sau, ngài lại cùng với Thánh Phaolô gửi thư chào giáo hội Roma. Cuối cùng, khi Phaolô bị điệu về Roma, Thánh Timôthêô vẫn còn ở bên cạnh ngài, ký tên vào các thư gửi đi vào khoảng năm 62 cho dân Philemon, dân Colosse và Philippe. Năm 65, hình như Thánh Phaolô được thả và có dịp thi hành dự định rao giảng tin mừng ở thế giới Tây Phương. Vắng mặt ở miền Đông, Thánh Phaolô vẫn liên kết với các cộng đoàn Kitô hữu, dầu không liên kết với một cộng đoàn nào với tư cách giám mục cả. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và đời sống thánh thiện, thánh nhân được chọn làm giám mục tiên khởi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ngài tận tâm tận lực lo cho đoàn chiên và luôn luôn được Thánh Phaolô nâng đỡ, khuyên bảo. Trong suốt thời gian làm giám mục, ngài đã nhận được hai bức thư của Thánh Phaolô. Bức thư thứ nhất, đó là thư thứ nhất gửi Timôthê, hướng dẫn ngài tổ chức và điều khiển các cộng đoàn, khuyên bảo ngài trung thành với giáo lý lành mạnh và bảo giáo lý đã được giao phó. Vì lúc đó, có những người mê thích về những điều mới mẻ khiến đức tin bị lung lay. Trong bức thư thứ hai, đó là thư thứ hai gửi Timôthê, Thánh Phaolô để lại cho ngài một thứ di chúc tinh thần vì thánh nhân thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, lại cô độc vì những người thân tín xa lìa, nên muốn gửi gắm cho ngài là môn đệ yêu quý những lời tâm huyết cuối cùng, đề phòng những kẻ gieo rắc lầm lạc và khuyên ngài trung thành rao giảng đạo lý trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm thầy này đến thầy nọ. Bởi ngứa tai muốn nghe, họ đã ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh phải thận trọng trong mọi sự. Hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của mình.
trích thư thứ 2 của Timôthê, đoạn 4 câu 1 đến câu 5. Chính nhờ những lá thư này mà chúng ta biết được nhiều về Timôthêô. Chúng thường đề cập đến nguy hiểm mà các giáo hội ở Á Châu phải đương đầu, nhưng chúng cũng đưa ra ánh sáng tinh khí mà con người Phaolô đã để lại chống đỡ với nguy hiểm. Rõ ràng là có tính nhút nhát, e dè, nhưng Ngài cũng đủ nhiệt tâm trong công việc, đến nỗi được nhắc nhở phải quan tâm tới sức khỏe của mình. Phaolô gọi Timôthêô đến an ủi mình trong những giờ phút cuối cùng. Lời gọi chứng tỏ hùng hồn rằng Timôthêô là con rất thân yêu của Thánh Phaolô. Tân ước còn có một ghi chú nữa về Timôthêô trong thư Philip đoạn 13 câu 23. Trong đó có ghi nhận rằng Phaolô được thả ra khỏi cảnh tù tội lần thứ hai khoảng năm 67 và tác giả muốn có Timôthêô thắp tùng về Jerusalem. Sau khi Phaolô qua đời, Ngài được phước sống với Thánh Gioan Tông Đồ, là môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu. Một truyền thống cho rằng Thánh Timôthêô đã trở lại Ê-phê-sô cho tới hết đời. Sách Công vụ Thánh Timôthêô thế kỷ thứ 4 mô tả cái chết của Ngài như là bị ném đá và bị đánh đập cho đến chết. Nhưng tài liệu quá ít nên không rõ được rằng điều đó có đúng nguồn hay không. Một truyền thống cho rằng thánh nhân thấy dân thành Ê-phê-sô cúng tế nữ thần Diana. Ngài giận dữ cảnh báo họ và kêu gọi họ trở lại với Chúa. Chẳng những họ không nghe lời Ngài kêu gọi mà còn nhục mạ, lấy đá ném Ngài chết. Thánh nhân chết vì Chúa năm 97. Constantinople cho rằng mình giữ được các di tích của thánh nhân và lễ kính nhớ Ngài được cử hành ngày 26 tháng Giêng, tiếp liền ngày kính nhớ thầy mình. Thánh Tito là con một gia đình ngoại giáo được Thánh Phaolô dạy đạo, rửa tội và được gọi là người con chân thành của tôi trong sự thông hiệp với đức tin và trao cho nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, Thánh Tông Đồ đã đặt Ngài làm giám mục giáo đoàn Creta và luôn khuyên bảo Ngài sống xứng đáng làm người đứng đầu trong cộng đoàn, đồng thời đối xử thế nào cho thích hợp với mỗi hạng người. Thánh Phaolô nói với Ngài: "Tôi là Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa, tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Tôi gửi lời thăm anh Tito, người con tôi thật sự sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an. Tôi đã để anh ở lại đảo Creta chính là để anh hoàn thành công cuộc tổ chức và đặt kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ đàng hoàng, chừng mực, vững vàng trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền. Phải sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai. Đừng hiếu chiến nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Tôi muốn anh đặc biệt nhấn mạnh các điểm ấy để những kẻ đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa ra sức trỗi vượt về những việc tốt đẹp. Trong mọi sự, anh hãy tỏ ra là gương mẫu về đức hạnh, tinh toàn và đoan trang trong giáo huấn. Thánh nhân cũng được Phaolô sai đến giáo đoàn Corinto để tổ chức giáo đoàn, quyên tiền ủng hộ hội thánh ở Jerusalem. Thánh Phaolô trong một bức thư đã bộc lộ lòng yêu quý sâu xa đối với người bạn thân thiết của mình. Tâm trí tôi không thảnh thơi chút nào vì xa cách bạn. Tito còn được sai đi Corinto một lần nữa để sửa chữa những bất hòa và Thánh Tito đã mang lại cho Ngài những tin tức tốt đẹp. Ngài qua đời khoảng năm 105. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Timôthê và Tito
những nhân đức xứng bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con khi còn ở đời này, biết sống ngay lành thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Gặp được Chúa trong cuộc đời tôi phải làm chi? Mỗi món tìm Chúa bao phen ngược lặn, dòng lệ ướt trên mi. Nhiều lần tìm Chúa nhưng tôi chẳng gặp, vì lòng còn đắng. Nguyện cầu cùng Chúa cho tôi gặp Ngài, dù gặp nhiều khó nguy. Vâng, để gặp được Chúa trong cuộc đời tôi cần bỏ mình và phải hy sinh. Tin vào Ngài và sống dân thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi. Chỗ tôi không gặp Ngài nên phải ra đi. Nhìn vào trần thế thiên nhiên tuyệt vời, gặp Ngài ở quanh tôi. Tìm về cuộc sống cho đi vì đời, gặp Ngài ở bên tôi. Hòa mình vào Chúa tôi gặp được Ngài, lòng đầy tràn sướng vui. Vâng, để gặp được Chúa trong cuộc đời tôi cần bỏ mình và phải hy sinh. Tin vào Ngài và sống dân thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi. Chúa trong cuộc đời tôi cần bỏ mình và phải hy sinh. Tin vào Ngài và sống dân thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi. Tin vào Ngài và sống dân thân vào đời, yêu thương mọi người.